Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Vừa qua thì Huawei đã cho ra mắt những chiếc flagship mới của mình. Đó chính là B40 Series, bao gồm chiếc Huawei B40, B40 Pro và B40 Pro Plus. Ở đây thì mình đang có chiếc Huawei B40. Và mặc dù là có vẻ sản phẩm này bị hai cái chiếc Pro và Pro Plus kia hơi lấn át một chút xíu, tuy nhiên mình thấy đây cũng là một chiếc smartphone rất là thú vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trên tay nhanh em này nha. Nếu mà so với lại dòng Huawei B30 trước đây thì có thể thấy B40 series có một cái sự thay đổi rất lớn kể cả mặt trước lẫn mặt sau. Ở mặt trước thì thay vì một cái màn hình giọt nước như trước đây thì Huawei đã chọn cái kiểu thiết kế là màn hình với một cái phần notch màu đen được đặt ở bên trong màn hình luôn, và nó sẽ được đặt ở bên góc trái. Và bởi vì chiếc Huawei B40 series nó sẽ có hai cái camera selfie, cho nên là cái phần notch chúng ta sẽ hơi dài một chút xíu để có thể chứa được hai cái ống kính. Màn hình trên chiếc Huawei B40 sẽ có kích thước là 6.1 inch và độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus. Màn hình này sẽ là màn hình OLED, vì thế các bạn sẽ có một cái trải nghiệm hình ảnh rất là tốt trên màn hình của chiếc Huawei B40. Khác với lại dòng B40 Pro và B40 Pro Plus, Huawei B40 có một cái màn hình phẳng chứ không có kiểu cong bốn cạnh giống như là hai chiếc smartphone kia. Tuy nhiên thì viền của nó được tối ưu rất là mỏng cả bốn cạnh luôn, cho nên là nếu mà xét về trải nghiệm nhìn thì nó vẫn cho người dùng một cái trải nghiệm nhìn rất là tốt, màn hình đẹp. Và với kích thước 6.1 inch thì mình thấy là nó cho chúng ta một cái tổng thể khá là nhỏ nhắn, vừa vặn khi mà chúng ta cầm trên tay, rất là dễ dàng để có thể sử dụng bằng một tay. Còn khi lật ra mặt sau, wow, chúng ta sẽ thấy một cái sự rất là xu hướng hiện nay, đó chính là một cụm camera hình chữ nhật khá là to tướng được đặt ở trên góc trái của mặt lưng. Và mặt lưng của chiếc Huawei B40 sẽ được làm bằng chất liệu kính và nó sẽ không có quá là nhiều hiệu ứng ombre hay là gì cả, mà chúng ta chỉ có những cái vệt sáng nhẹ nhàng khi mà các bạn nghiêng lắp thôi. Huawei B40 thì sẽ có tổng cộng 5 phiên bản màu khác nhau, còn khi về Việt Nam thì mình không biết là có về đủ 5 màu hay không. Dòng B40 Pro và Pro Plus thì nó sẽ được làm theo kiểu hơi nhám nhám một chút xíu, còn với B40 chúng ta sẽ có một cái mặt lưng rất là bóng loáng luôn. Cụm camera chữ nhật này sẽ chứa 3 cảm biến, bao gồm một cảm biến camera chính 50MP, chúng ta sẽ có một ống kính tele 8MP và một ống kính góc rộng là 16MP. Như vậy thì đối với chiếc Huawei B40 này, các bạn sẽ có thể đa dạng góc nhìn từ góc rộng và zoom lên nhỏ luôn. Với cái ống kính tele 8MP này thì nó sẽ có thể hỗ trợ các bạn zoom lên đến tận 30x. Và với những chiếc smartphone trong phân khúc cao cấp thì không thể nào thiếu được cảm biến vân tay ở trong màn hình rồi, để chúng ta có thể có một cái mặt lưng đẹp hơn nè, cũng như là phù hợp với lại cái thói quen sử dụng của người dùng hơn. Và cảm biến vân tay trên chiếc Huawei B40 là cảm biến vân tay quang học, và mình thấy là cái tốc độ nhận diện của nó rất là nhanh luôn, nhanh hơn những cái cảm biến vân tay quang học khác mà mình đã từng trải nghiệm rồi. Và cái vị trí cảm biến vân tay nó sẽ cũng trên một chút xíu, kiểu nằm giữa giữa vậy nè, nó sẽ phù hợp hơn với lại cái tay của mình. Khi mà chạm vào thì nó sẽ vừa chạm vào cái cảm biến vân tay luôn. Tuy nhiên thì mình thấy là cái diện tích nhận diện cảm biến vân tay thì nó cũng không có quá là rộng, có nghĩa là các bạn phải ấn đúng cái chỗ vân tay thì mới nhận diện được. Ngoài cảm biến vân tay được nhúng vào bên trong màn hình thì ở trên phần notch nhỏ chứa camera selfie này, ngoài cảm biến camera selfie 32MP và một cảm biến 3D TOF thì các bạn sẽ có thêm một cái cảm biến hồng ngoại nữa. Và cảm biến hồng ngoại này sẽ giúp cho các bạn có thể thực hiện những cái thao tác mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt ở tốt hơn vào ban đêm mà không cần phải trợ sáng từ màn hình. Với những chiếc smartphone của Huawei thì họ rất là tập trung đầu tư vào cái trải nghiệm chụp ảnh của người dùng. Vì thế thì trong giao diện chụp ảnh của máy các bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái tùy chọn, những cái tính năng chụp ảnh khác nhau. Mình ví dụ ở đây chúng ta sẽ có siêu macro này, chế độ chụp hình dưới nước, rồi chế độ sen kép chụp ảnh độ phân giải cao, và còn rất là nhiều những cái tính năng chụp ảnh khác mà các bạn có thể lựa chọn. Giao diện cũng rất là thân thiện với người dùng, với một cái thanh kéo giúp các bạn chuyển từ góc rộng sang một cái góc zoom 30 độ rất là nhanh chóng. Ở bên trong của chiếc Huawei B40 này sẽ là giao diện EMUI 10.1 được tùy biến trên hệ điều hành Android 10. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một cái cấu hình bao gồm con chip Kirin 990. Chúng ta sẽ có 8GB RAM và 128GB ROM. Một cái cấu hình rất là mạnh mẽ rồi, tuy nhiên thì các bạn sẽ được hỗ trợ thêm GPU Turbo để cho các bạn có thể chơi game mượt mà hơn trên chiếc smartphone này. Về pin thì chiếc Huawei B40 sẽ được trang bị pin là 3800 mAh, một cái con số không quá là lớn, tuy nhiên thì các bạn sẽ được hỗ trợ sạc nhanh là 22.5W, cho nên là mình nghĩ là nó cũng sẽ không làm gián đoạn các trải nghiệm của mọi người đâu. Và vừa rồi thì mình đã vừa trên tay chiếc Huawei B40, chiếc smartphone mới đến từ nhà Huawei với một cái ngoại hình rất là đẹp, màn hình đẹp nè, cấu hình thì
rất là ổn. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về chiếc smartphone này, về giá bán cũng như là những chương trình khuyến mãi đang có tại OT Shop thì các bạn hãy bấm vào cái đường link mua hàng mình sẽ đặt bên dưới phần mô tả nha. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.